Vũ Đức Hùng xin chia sẻ công khai với lại anh em về cái cách làm cái chân giá đàn bầu vừa gấp vừa rút này nhá. Vậy trước tiên thì cần phải có một số máy móc như sau. Một là máy hàn, hai là máy khoan, máy mài, đúng không ạ? Thế còn về vật tư thì các bạn phải có những thứ như sau. Chân ngang là sắt hộp 25x25 mạ kém, hai thanh dọc, hai thanh đứng này là sắt hộp 20x20 mạ kém nhân 1.4. Thanh đằng đây, ở đầu một đầu là có gen. Thanh đằng này là bằng, một là bằng inox, hai là bằng sắt phi 12 tròn để ta xoáy cái gen phi 8 này vào. Gen phi 8 nó dài tận đây này, nó dài tầm 15 phân để mình có thể nới dài ra hoặc là thu ngắn lại để khi mình tăng chỉnh cái chiều cao của cái chân giá. Hai cái thanh ngang đỡ đàn là phi 21, bốn cái càng cua bằng nhựa, bốn càng cua này có thể dịch ra dịch vào, dịch ra dịch vào để vừa mới cỡ đàn. Một núm vặn gen phi 8 để ta tăng chỉnh trong cái khoảng rãnh này, trong cái phạm vi cái rãnh này. Ốc giữa là bằng phi 10, phi 10 nhân 5 phân xuyên qua, đúng không ạ? Vì cái chân giá này ta làm thế nào để tháo được rời ra cái chân này thì cái chân này phải thiết kế một cái khớp nối gồm 4 cái má co giãn này, ta cắm vào cái nào nó ngậm vào đây mà ta nhấc lên là nó cũng không rơi ra được. Mà khi ta không sử dụng nó thì ta rút nó ra, ta xoáy cái núm vặn này ra nó ta gập lại đấy, rất đơn giản. Các bác các bạn mà không có điều kiện làm, tức là mình không có cái đủ cái máy móc để mình làm, thì có thể lấy cái mẫu như thế này, thuê cái thợ cơ khí ở gần nhà mình người ta làm cho, thì nó cũng sẽ rẻ đi được một phần. Đây bây giờ là gấp nó lại và hai cái chân ngang này ta rút ra phát là xong, đúng không? Là di chuyển là rất chi là dễ dàng, không có cồng kềnh gì cả. Thế còn làm cái này thì vật tư nó mất khoảng 150.000, đúng không ạ? Cái chân này thì cũng phải có cái nhựa để bịt đầu đấy, bốn cái nhựa để bịt đầu, rồi băng keo vải, rồi băng keo xốp để ta bọc vào bốn cái điểm chân này để ta đặt xuống nền nó không bị cập kênh mà nó êm, rồi nhựa càng cua, đúng không? Vật tư về sắt và nhựa này, rồi ốc này, rồi ốc nhái các thứ ni tinh beng là hết 150.000, chưa có sơn và chưa có tiền điện và chưa có phí hao mòn về máy móc, đúng không? Giá bán của nó là 300.000 một cái cộng với tiền cước phí nó tầm 30-40.000 gì đó, 40.000 gì đó. Thế bác nào mà muốn rẻ hơn thì lấy luôn cái mẫu này, mang ra thợ cơ khí gần nhà, bảo ông làm cho tôi đúng cái mẫu này để tôi đỡ được mấy chục nghìn tiền cước, đúng không? Thì người ta làm cho các bác. Ở đây em làm là những ai đặt thì em mới làm, chứ em không làm sẵn để bán.
Cho nên là không có vấn đề quảng cáo. Đấy, không có quảng cáo để bán hàng. Ở đây thì mai là em đi gửi đi 3 cái. Một là của anh Trần Anh Đường ở Bắc Giang. Hai là của anh Phùng Văn Thành ở Ba Vì Hà Nội. Ba là của chị Nguyễn Thị Kim Loan ở Hải Phòng. Đấy. Sau khi hoàn thiện xong thì em phải dùng sơn nhũ em sơn lại để cho nó đồng màu hết, đúng không? Đây rõ ràng là cái A300 đây, các bác có thể xem cái mẫu sơn A300 là nó đúng cái màu mạ kẽm này. Sau khi các bác hàn rồi thì các bác sơn lại cho nó đồng màu với lại cái màu của nó. Vậy các bác xem video này xong, các bác có thể thuê thợ ở gần nhà để làm cho mình một cái giá đàn bầu như thế này để cho nó rẻ đi được một chút, đúng không ạ?